Hiện đang là thời điểm giao mùa, đặc biệt là có các đợt mưa lớn báo hiệu sắp bước vào mùa mưa, tạo thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn gây bệnh sinh sôi. Tăng cường các biện pháp để phòng chống các loại dịch bệnh là yêu cầu quan trọng lúc này. Gần một tháng trở lại đây, số ca mắc bệnh đau mắt đỏ liên tục gia tăng tại Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước. Hàng chục nghìn trường hợp mắc bệnh đã được ghi nhận tại các cơ sở y tế, trong đó đa phần các bệnh là trẻ nhỏ và lây lan nhanh bởi đây là thời điểm học sinh tựu trường trở lại. Trước nguy cơ bệnh đau mắt đỏ có thể bùng phát thành dịch, ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh. Nhà trường thì chúng ta sẽ vệ sinh trường học bằng các chất hóa chất sát khuẩn thông thường. Thì chú ý rằng là các cái trường sẽ có các cái ly hoặc là các cái khăn để chúng ta tránh cái dùng chung ở đối với các cái trẻ. Thì bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sát khuẩn có thể hàng ngày đối với các cái vị trí mà tay có thể trẻ có thể dễ dàng mà chạm đến. Ngoài bệnh đau mắt đỏ thì thời điểm này cũng thường là cao điểm của dịch sốt xuất huyết hàng năm. Tính đến nay trên địa bàn Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 2.000 ca mắc sốt xuất huyết. Mặc dù số ca mắc chưa bằng một nửa so với thời điểm này năm ngoái, tuy nhiên nguy cơ dịch gia tăng vẫn tiềm ẩn bởi đã chuẩn bị bước vào mùa mưa, số ca mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng nhanh trong thời gian ngắn. Thường xuyên dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, không để muỗi sinh sôi gây bệnh là biện pháp căn cơ lúc này. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân khi có triệu chứng nghi ngờ mắc sốt xuất huyết thì cần đến cơ sở y tế chứ không tự ý mua thuốc điều trị. Đa số người bệnh và người nhà bệnh nhân là chủ quan, không đi khám bệnh. Và những cái diễn biến nặng, những cái biến chứng nặng thường là xảy ra ở trong cái giai đoạn này. Có những cái biến chứng quan trọng như là tổn thương đa cơ quan, sốc giảm thể tích, rối loạn đông máu, rất là dễ dẫn đến tử vong. Việc phân bệnh lúc chuyển mùa là vô cùng quan trọng trong cộng đồng và đối với từng người, nhất là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ để tránh bệnh diễn tiến nặng. Đặc biệt, giải pháp phòng bệnh hiệu quả là cần tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine.